Ký nhiêu vậy cô? 5 ngàn. Năm năm gì? 5 ngàn. Rồi 5.000. Còn này. Đá giảng. Trái nhãn hả? Đâu phải, trái này trái gì? Trái mận. Trái mận ký nhiêu? Hả? Trái mận ký nhiêu vậy cô? Năm ba một hai. Rồi, sầu Sầu riêng riêng 5312. Rồi. ăn đi. Rồi ăn. Còn trái này trái gì? Rồi, trái giả nhiêu? Nhiêu tiền? 5 chiền. 5 chiền. Còn trái này? Cái này năm 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 ngàn. Cái 5.000. Còn trái này? này trái nho. Trái nho nhiêu tiền? 5 chiền. 5 tiền luôn. Trái này? Cái này Thâm năm long. tiền luôn. 5 chiền luôn. Trái này? Trái này? Trái này? Mà cái này ai làm chị sửa? Cô Anh. Trời ơi, giỏi Trời quá. ơi, biết cô Anh làm luôn đó chưa? Con bắt da của cô Anh nhưng à, trời ơi. Bé sữa bữa nay chuyển qua bán trái cây rồi nha. Rồi, ở dưới xe hơi đi. Rồi, nhắn rồi. Cái này là giúp việc cao cấp. cái này người ta gọi là hả cái gì lao động cưỡng bức trẻ em đó. Nhà mình mới vừa mướn được cô Usin cũng khá là xinh đẹp. Cô Usin này tên là Trà Sữa, bây giờ đi lao chùi suốt ngày luôn. Mà quyền lực lắm, ô xin chứ quyền lực lắm, thích không ai dám cãi lời thích lao lao thích chùi chùi à. Bắt đầu tới tiết mục quét quét nhà. nhà. Rồi thảm người ta mình quét rồi đó, dọn đồ ra để quét mẹ. đó, dọn đồ ra để quét rồi quét tiếp giục đồ. Sau khi giục đồ đi kiếm đồ không có rồi bắt đầu bây giờ đi quét tiếp. Mà cái thảm người ta sạch muốn chết, quét không biết quét cái gì. Rồi đây thuê biết là không có đó nha, để quét thuê tốn biết bao nhiêu tiền luôn đó mọi người. Đó. Cao cao tiền lắm á, lương lương cao lắm á. Đó, mà bây giờ quét nè, nó cái thảm quét cỡ đó đó, rồi đó thấy chưa, đó. Rồi rồi cái này là đi quét mạng nhện rồi, rồi đó quét quét mạng nhện rồi. Rồi cái cháu làm đi kể. Mẹ giúp việc đầu tóc phải bù xù mới đúng. Nó tội nghiệp không, đi giúp việc tới mà đầu tóc bù xù luôn đó. Đó. Rồi. Rồi giờ lấy giấy rồi. Biết ghét giúp lại. Ừ. Giống như dọn vậy. Sắp xếp quá trời kìa. Nhà tôi có bà giúp việc dữ dằn lắm nha mọi người ơi. Đó giúp đó, rồi giúp việc dọn nhà. Rồi. Rồi, ngủ rồi. Ngồi xếp xếp rồi. Rồi nó cho thẳng ra đó, rồi nó kiểm tra bụi đó, rồi rồi sắp xếp gói đồ lên lại nó phủi đồ ngay thẳng luôn thấy không. Rồi giúp việc được quá, thì trả tiền xứng đáng quá, xứng đáng đồng tiền quá.
Đấy. Xứng đáng đồng tiền lắm. Cái này là không có lao động cưỡng bức nha, cái này tự nguyện nha mọi người. Cất đồ rồi, đem đi cất đồ rồi. Nhà sửa đem đi cất đồ. Rồi giúp việc ngậm nấm vú đi giúp việc. Rồi đó coi giúp việc ngậm nấm vú luôn rồi nha. Giúp việc ngậm nấm vú luôn rồi nha. Đó. Rồi, đi. Giúp việc la quét vào đây là mới thấy hình. Đó giúp việc mà có ngậm nấm vú nữa nha. Đó. Đó. Rồi đó, cái nhà cái chổi quét luôn ở dưới thảm xong giờ quét lên trên bàn luôn. Đó rồi, đó, coi sắp xếp làm sao. Rồi đó. Rồi. Rồi quét luôn cái đầu chải bàn đi luôn rồi. Rồi. Quá trời giờ không biết làm sao. Giúp việc ơi, lấy giùm tôi cái điện thoại đi cô. Cô ơi xin lấy giùm tôi điện thoại đi. Ha con dẹp trời. Con dẹp rồi. Ừ, giờ dẹp rồi, không lấy gì của ai hết á. Giúp việc mà có đeo ngậm nấm vú nữa nha bà nội. Ừ, giúp việc mà có ngậm nấm vú nữa. Đó. Bây giờ đem dẹp. Bà nội ơi, lại coi con dọn dẹp nè bà nội ơi. Giúp việc làm cực khổ quá bà nội nhé, trả tiền công hậu hĩnh nha bà nội ơi. Lau nhiều nhiều nha. Ừ. Lau cho sạch nha. Cô oxy. Coi nè, đó coi ba bà chủ ngồi nè, để cho nhỏ giúp việc nhỏ. Nhỏ giúp việc cho đất ơi, cái núm vú đây bị chà, bị bù bú cho. Vô không con? Chà thôi ra. Nhưng mà chà cái đầu nấm vú hả? Ừ, vậy em gắn vô kìa mẹ. Giờ em làm gì được nữa vậy? Gắn kìa. Trời ơi kìa đó, đó cái nấm vú gắn cái dép rồi nha, đó còn lát có đem vô ngậm. Đó coi nè, nó dọn nhà nè. À, dọn nhà, dọn cửa, dục tùm lum hết trơn nè, đó. Đó rồi bấm luôn cái quạt. Ha. Cái quạt này bấm bằng remote con ơi. Sửa. Bấm bằng cái remote này nè. Con lấy cái remote này bấm nè, bấm cái nút này nè. Cái nút đó đó. Đúng rồi. Đó, bấm được rồi đó. Thấy không? Đó, hôm nay chị sửa dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay chị sửa qua nhà cửa để chị sửa dọn dẹp nhà cửa. Chắc là đó giờ nhà tôi ở đây chắc cũng ở dơ dữ lắm. Giờ sửa dọn dẹp. Cảm ơn sửa quá trời nha. Sửa hết kìa. Đó. Nó dọn dẹp vậy nè. Đó, quá trời rồi. Làm xong rồi, rồi giờ đem dẹp rồi. Rồi làm xong rồi, giờ phải đem dẹp thôi. Đó. Ồ, hay quá, rồi xong rồi đó. Ồ, giỏi quá. Rồi, hay quá. Rồi xong rồi. Rồi phải dậm chân nó mới vô được chứ. Đúng rồi, phải dậm chân mới vô được chứ. Rồi. Đây. Đó. Rồi nó giờ phải đóng đồ nè. Ừ. Còn lát dẹp luôn nguyên cái thùng nó luôn, rồi dẹp luôn nguyên cái đống nó luôn rồi bà nội dẹp nữa. Con được rừng quá chất con. Quá chất.
vậy vô. Hả? Từ từ, mẹ với con chị đi xe rồi chị. À chị. Dạ. Giống gì nhà này cũng có sữa đó. Dạ. Theo hướng chi? Nó sữa đi cắt tiền ở trên đó rồi. Thế hiện gì ta? Thôi còn nghỉ mệt chút đi cô. Cô dọn trà sữa thôi trên cái hôn con một cái nha. Con cái này đây con gì vậy? Con gì con nhìn ra không? Nè con nhìn mặt đó nè. Nè con nhìn mặt đó nè, con gì? Con đúng rồi, giỏi. Còn bạn này bạn gì? Bạn gì? Vô. Còn bạn kia? Ôi trời ơi, giỏi quá. Cô này, cô giúp việc này có kiến thức quá. Đổ mồ hôi đó, tao trang điểm. Đi chơi. À. Rồi. Cái này có gì vậy? Cái này có gì vậy? Dùng thơm đó. Thơm chế chai. Sức cho sữa đó. Không biết sức. Trời ơi đó. Cái sữa xịt vô mặt ấy vô mặt nè đó xong xuôi rồi đó đó trời ơi đó xịt dầu thơm ha tha kem ấy tha son rồi tha kem rồi đó xong xuôi rồi đó tha son đẹp cũng vậy đẹp trời đẹp lắm rồi xong rồi đẹp quá rồi cái đó nữa hả. Rồi xong rồi đó.